Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng quay trở lại với một trong những series đầu tiên của Mê Khủng Long TV, Bóng Ma Thời Tiền Sử. Ở các phần trước chúng ta đã điểm qua những quái vật được cho là những sinh vật tiền sử còn sống sót cho đến tận ngày nay, với phần nhiều trong số đó đến từ châu Phi, cũng như những bằng chứng về sự đồng tại của khủng long với con người. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là toàn bộ, vẫn còn những truyền thuyết quái vật khác tồn tại rải rác ở nhiều nơi trên thế giới có mối liên hệ với các sinh vật tiền sử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Ropan hay còn gọi là quỷ bay. Ở đảo quốc New Guinea tại châu Đại Dương cũng như một số hòn đảo phụ cận thuộc lãnh thổ Indonesia, có lưu truyền truyền thuyết về một con quái vật biết bay với khả năng tạo ra một tia sáng để thu hút và bắt cá. Nhưng cũng có một số báo cáo cho rằng con quái vật này có thể ăn thịt người, đặc biệt là thịt của những kẻ trộm mộ. Ropan hóa ra nổi tiếng đến nỗi đã từng có một cuốn sách với tựa đề Đi tìm Ropan được xuất bản vào năm 2014 với tác giả tên là Jonathan David Whitcomb. Trong cuốn sách của mình thì Jonathan David Whitcomb nghiêng về giả thuyết Ropan chính là một loài rực long tiền sử còn sống sót cho đến tận ngày nay, với ngoại hình không lông, có đuôi dài và lớn hơn bất cứ loài chim hiện đại nào. Nó cũng sở hữu nhiều cái tên do người dân địa phương gọi: Cyclobali, Duwas, Wawana, Indava, Kor hay là Kundur. Trong đó Ropan là từ mà họ dùng để mô tả một sinh vật sống về đêm và phát sáng khi nó bay. Một số mô tả cho thấy nó giống rơi khổng lồ hơn là giống rực long. Người phương Tây được cho là nhân chứng đầu tiên về Ropan là một nhà khoa học nữ tương đối nổi tiếng về sinh học và côn trùng học, Evelyn Chisman. Tuy nhiên Evelyn Chisman cũng phủ nhận khả năng đó là một con rực long. Bà chỉ nói rằng thứ ánh sáng đang bay mà bà nhìn thấy đó không có khả năng do con người tạo ra. Về lời đồn Ropan là một con rực long tiền sử có từ đâu? Có giả thuyết cho rằng những người theo thuyết sáng thế đã cố gắng lái những mô tả về Ropan theo hướng nó là một con rực long thời tiền sử nhằm chứng minh cho sáng thế luận trái đất trẻ mà mình đã đề cập ở video trước. Một số người tin rằng Ropan là một con rực long thuộc họ Ramphorhynchidae, một họ rực long với những thành viên có đặc điểm ngoại hình là mỏ có răng, đuôi dài với đầu đuôi có cấu trúc hình viên kim cương. Kích thước của Ropan theo các mô tả này cũng rất đa dạng, dài cánh của nó có thể từ 4 cho đến 30m. Những người ít tin vào sự tồn tại của các quái vật sót lại từ thời tiền sử thì cho rằng Ropan thực chất là một con rơi lớn chưa xác định, có thể là rơi quả với sải cánh lên tới 2m, cũng rất phổ biến ở khu vực này. Tuy nhiên, chưa ai lý giải được tại sao nó lại phát sáng hay ánh sáng đó thực chất là gì. Tiếp theo, quái vật Arika. Theo các bạn thì con người sợ quái vật hơn hay quái vật sợ con người hơn? Còn theo Dino Man thì vế thứ hai sẽ đúng hơn, bởi đó là nguyên do tại sao quái vật thường chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vu hẻo lánh. Chứ quái vật mà xuất hiện ở chỗ đông người thì đảm bảo là bị làm thịt trong ba nốt nhạc. Quái vật Arika cũng vậy. Nơi những tin đồn về sự xuất hiện của nó là hoang mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn nhất thế giới và đương nhiên là mật độ dân số cũng rất thấp, chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển hoặc các khu vực ốc đảo. Một số tay lái mô tô di chuyển trên các con đường nối giữa các thành phố như Iquique và Arika cho biết họ đã nhìn thấy một sinh vật hai chân có khoảng 1m8 với cái miệng đầy răng nhọn băng ngang qua đường ngay trước mặt họ. Con vật này để lại những dấu chân có 3 ngón, giống như khủng long, kangaroo hay thậm chí là đà điểu emu. Đến năm 2004 thì một gia đình người Tây Ban Nha đang trên đường di chuyển đến thành phố Arica cho biết họ đã bị 4 sinh vật giống kangaroo với mặt giống chó bao vây chiếc xe của họ và đã phải cố gắng để thoát thân. Một vài báo cáo tương tự cũng diễn ra vào năm 2004. Vậy rốt cuộc quái vật Arica là gì? Có khá nhiều cách giải thích khả dĩ. Có người cho rằng đó là một con khủng long raptor còn sống sót từ thời tiền sử. Cũng có thể đó là một cá thể thuộc họ chim khủng bố Forus gracidi từng rất phổ biến ở Nam Mỹ sau thời đại khủng long. Hoặc đó là một loài bò sát nào đó với kích thước lớn và có khả năng di chuyển bằng hai chân, chí ít là trong thời gian ngắn. Quái vật Arika đã được đề cập trong một chương trình truyền hình thực tế tên là Destination Truth phát sóng năm 2007. Những người làm chương trình đã tổng hợp báo cáo từ các nhân chứng và dừng lại ngoại hình của con vật trên máy tính. Kết quả cho thấy nó khá giống với khủng long raptor trên phim Jurassic Park, với da dày không có lông, bàn chân 3 ngón và hàm răng sắc nhọn, đi bằng 2 chân. Tuy vậy, khủng long raptor mà chúng ta biết, hay họ khủng long dromaeosauridae nhiều khả năng đều có lông vũ và do đó không khớp với hầu hết các mô tả về quái vật Arika. Khả năng tồn tại một quái vật như vậy ở nơi như hoang mạc Atacama cũng rất khó khăn khi nguồn nước cực kỳ khan hiếm.
Tuy nhiên nếu nó có thật thì cũng may là chưa có vụ tấn công người gây thương vong nào được ghi nhận. Quái vật hẻm núi Patrice. Năm 1908, trên tạp chí có tên là The Strange Magazine, cây bút người Pháp Charles Dupuis đã viết một phóng sự về một con quái vật xuất hiện tại nơi gọi là hẻm núi Patrice ở Yukon, Canada. Phóng sự này mô tả chi tiết hai lần đối mặt với một con khủng long chân thú cỡ trung bình của các nhân chứng. Phóng sự này thường được cho là chuyện bìa của Charles Dupuis, dù được đăng trên tạp chí như một bài báo thật sự. Tuy nhiên, đã có thêm báo cáo về việc nhìn thấy một quái vật tương tự ở bán đảo Kamchatka, Nga, hoặc ở Alaska, Mỹ. Vụ việc ở bán đảo Kamchatka được báo chí Mỹ tường thuật lại vào khoảng thập niên 1920, trong đó các thợ săn bản địa đã tìm thấy thi thể của một con khủng long ăn thịt giống như Ceratosaurus ở nơi hoang dã, đồng thời mang một cái chân lớn ngang đầu người của nó về. Báo chí Mỹ cũng liên tưởng đến con quái vật trong phóng sự của Charles Dupuis, cho rằng nó có thể đã băng qua eo biển Bering để đến Nga. Đến năm 1930, tác giả người Canada Philip Gosselin cũng tường thuật lại những câu chuyện được một người da đỏ tên là Shekina kể về một thung lũng thần dược nằm ở phương Bắc, nơi được canh giữ bởi những quái vật khổng lồ và hung tợn. Người da đỏ thường đến đó thu thập thuốc quý và thỉnh thoảng đối mặt với những con vật này. Da của chúng cũng là một trong những thứ mà họ thu thập. Họ cũng vẽ hình những con quái vật này và trông chúng giống khủng long đến lạ kỳ. Tuy nhiên, chuyện kể vẫn chỉ là chuyện kể, không có thêm những bằng chứng xác thực được đưa ra về quái vật hẻm núi Patrice và sự tồn tại của nó có lẽ vẫn là một bí ẩn. Cuối cùng, Bigfoot hay Yeti. Không chỉ có những bóng ma thời tiền sử mang bóng hình những sinh vật của thời đại khủng long, còn có những bóng ma thời tiền sử khác gần gũi hơn với chúng ta. Bigfoot, Yeti hay gọi chung là dã nhân chính là một trong số đó. Bigfoot hay Yeti là những truyền thuyết về quái vật có mô tả tương đối giống nhau, chỉ trừ việc chúng xuất hiện ở những nơi khác nhau. Bigfoot xuất hiện ở Bắc Mỹ, trong khi Yeti được đồn đại ở khu vực dãy núi Hy Mã Lạp Sơn của châu Á. Hầu hết các mô tả cho rằng Bigfoot và Yeti là những sinh vật giống vượn khổng lồ, mình đầy lông, thường đi bằng hai chân. Màu lông của chúng trong các mô tả có thể khác biệt, từ đen, xám, nâu cho đến trắng. Chúng có thể cao từ 1m8 cho đến 4m6, một kích thước khổng lồ so với cả những loài linh trưởng lớn nhất hiện nay, chẳng hạn như khỉ đột miền Đông chỉ cao tối đa là 1m7. Bigfoot và Yeti có lẽ là những quái vật huyền bí nổi tiếng nhất trong lịch sử, với số lượng báo cáo về việc nhìn thấy chúng từ các nhân chứng cực kỳ lớn. Thậm chí là các thợ săn, các nhà thám hiểm từng tổ chức các cuộc săn lùng trên quy mô lớn nhằm tìm kiếm những con quái vật này, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả đáng kể nào. Bằng chứng tốt nhất về sự tồn tại của Bigfoot hay Yeti thường là những dấu chân quá khổ so với con người hay bất kỳ loài linh trưởng nào hiện nay. Vậy Bigfoot hay Yeti rốt cuộc có thể là gì? Vào đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học đã có một phát hiện quan trọng đem lại hy vọng cho những người tìm kiếm Bigfoot và Yeti. Năm 1935, nhà nhân học người Đức Ralph von Koenigswald đã tìm thấy hai răng hàm cực lớn trong một hiệu thuốc bắc ở Hồng Kông. Ông xác định đó là răng của một loài linh trưởng khổng lồ chưa từng biết và đặt cho nó danh pháp khoa học là Gigantopithecus blacki. Nhiều hóa thạch khác được cho là của Gigantopithecus cũng được tìm thấy rải rác khắp châu Á, nhất là miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Gigantopithecus là những con linh trưởng khổng lồ, có thể cao đến 3,7m khi đi bằng hai chân và do đó khá khớp với những mô tả về Bigfoot hay Yeti. Hơn nữa, chúng từng có thời gian tồn tại song song với tổ tiên của chúng ta cho đến khoảng 200-300.000 năm trước mới tuyệt chủng hoàn toàn. Một số học giả cho rằng, sự cạnh tranh với các tổ tiên của loài người như Homo erectus là một nguyên nhân khiến cho Gigantopithecus đi đến tuyệt chủng, bên cạnh những nguyên nhân khác như biến đổi khí hậu. Phải chăng là trong quá khứ, đã có những trận chiến đẫm máu giữa Gigantopithecus và tổ tiên của chúng ta? Những trận chiến đó có khi nào đã để lại những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức của con người cho đến tận ngày nay, khiến chúng ta nhìn thấy bóng hình của những kẻ thù năm xưa? Đó là một ý tưởng khá hay ho về truyền thuyết Bigfoot hoặc Yeti. Cũng có người cho rằng, Bigfoot hay Yeti chính là những quần thể Gigantopithecus hiếm hoi còn sót lại và biết đâu những kẻ sống sót với năng ẩn náu chờ thời để quật khởi lật đổ con người, giống như bộ phim Hành tinh khỉ đang chiếu ngoài rạp. Bạn nào chưa xem thì nhớ đi xem nha. Hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra trên thực tế. Vâng, vừa rồi là 4 bóng ma thời tiền sử đến từ châu Đại Dương, Nam Mỹ, Bắc Mỹ và châu Á, cũng như nỗi ám ảnh của chúng trong tâm trí của những người quan tâm đến các quái vật huyền bí. Nếu các bạn thấy thích video thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi những video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away.